Trang trí tòa nhà này giống như lịch tháng vậy, để mỗi người nhìn thấy đều để lại ấn tượng sâu sắc. La Gia Lương, thủ giai tinh anh trong giới quảng cáo. Sao lại để ở đây? Tốt lắm. Có phải bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, rất cảm động không? Đi đi, từ nay không muốn nhìn thấy mày nữa. Một người đau lòng gửi tình cảm vào mày kia. Gọi tôi là Chao Chao được rồi. Vậy tôi là chó Chô Chô hả? Đừng bao giờ đưa về nhà đó. Đợi bắt chó. Một người có tình yêu lén nuôi chó quan. Sao công ty lại tuyển một người như vậy? Cả hai là đồng nghiệp quan gia, còn là hàng xóm láng giềng đối đầu. Không chỉ đơn giản này nữa với nhau. Anh bị điên rồi. Lặp lại lần nữa. Ngược đãi động vật. Tôi vô cùng ghét chó. Cô đã tự ý nuôi chó quan còn cố tình mang về đây. Ban đầu thì nói con chó này cô nuôi, sau đó thì vu khống tôi nuôi, kế đó còn quay quảng cáo, nó chạy vô nhà của tôi phá can can. Anh có hiểu không, nuôi thú cưng là lời hứa suốt đời suốt kiếp. Một lần tai nạn thay đổi cách nhìn về chó. Chạy đi, nguy hiểm lắm. Cảm ơn mày trái lại đã cứu tao. Trí tuệ của chó đồng nghĩa với đứa trẻ lên hai, cho nên nếu huấn luyện nó thích hợp, nó có thể làm được nhiều thứ lắm. Tâm sự trò chuyện chắc đi dạo hòa hợp với nhau lắm. Đúng là đáng ghét. Đủ rồi, tôi đi về với anh. Đẹp quá đi. Cô có bạn trai rồi, tôi thật không hiểu sao lại lén lút yêu. Ảnh có cô gái khác cũng không thành vấn đề. Hay là cô làm luôn bà Mai, hai tay dâng tặng bạn trai cho người ta luôn đi. Kiss và Carson thực tế là con người mà. Tôi muốn chứng minh anh ấy không phải là đàn ông tốt. Tôi có yêu một người, người đó chính là anh. Không phải chứ, cô phải lấn át ảnh. Phải làm mèo cơm kiệu, tôi sẽ truyền dạy bí quyết làm mèo cho cô. Phải cố gắng dạy dỗ nó. Tưởng đâu làm hồng nương, ai ngờ bản thân có tình cảm. Phiền quá đi. Anh yêu cổ sao? Sao không theo đuổi đi? Nghĩa là 6 chữ này là thật rồi. Anh và cổ hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Không lẽ anh không có chút cảm giác gì với người ta sao? Anh không thể lừa bản thân nữa. Anh thực sự rất yêu em. Anh yêu em. Bộ phim Khi chó yêu mèo phát sóng lúc 22 giờ từ 17 tháng 1 trên SCTV 9.